Ok, hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với series Ngọc Rồng Online cùng mình. Hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với nhiệm vụ tiêu diệt bù lông, tiêu diệt ukelele và tiêu diệt quỷ mập. Thì mình đã làm xong rồi, mà nó khá là nhàm chán, nên mình quyết định làm luôn. Và bây giờ mình sẽ báo cáo với quỷ lão Kame. Báo cáo đã. Ok, không có gì vô công. Ta cho con của bí kíp này có sử dụng được chiến bị mạnh mẽ. Oh shit. Thách đấu tháng 10 người, what the lợn. Trời đất mẹ ơi. Mày cam cô kìa. Ok fine. Ôi trời ơi. Sáu hai mình sẽ đăng tự hành gốc. Ok, bây giờ mình sẽ đi thách đấu nha. Ông nào đây? Yasuo. Ôi, không ông nào khỏe sao mình thách đấu được? Ok, mình đã tìm thấy một người để thách đấu rồi. Đó chính là bạn này, có 227 lực tấn công. Bây giờ mình sẽ sử gọi đệ tử đến. Đâu rồi mày? Có thế Goten. Đây là Goten. Thì mình nhầm thành Gogeta. Xin lỗi anh em nha. Ok, thách đấu nào. What? Sao lại thế? Tại sao lại thế nhỉ? Không phải thách đấu này. Ok, xong rồi tìm hiểu thì mình đã bật được cái cờ này lên. Và có cờ thì mới đánh nhau được. Đánh bó eo luôn. Ơ, chết rồi. Một cháu, đánh luôn. Mày này, hai cháu. Rồi, chúng ta đổi cờ, chúng ta có thể đánh được nhau. Tuyệt vời. Ba thằng rồi. Rồi, bốn thằng. Chúng ta đang đi đổ sắt. Đánh tảo à? Vớ vẩn. Đùa thôi, thực ra bạn này là bạn Triều Khương ấy. Bạn này là bạn Triều Khương. Triều Khương trong bang của mình. Bạn đang giúp mình làm nhiệm vụ. Con lợn này. Bắn cao mày phát đi luôn. Bảy người rồi. Tiếp tục. Tám người. Chúng ta sẽ xong trong khi Gogeta à quên, Goten vẫn còn hiệu lực. Chín người rồi. Ok. Tái ok. Mắt rồi, ok, mình sẽ báo cáo với quý lão. Rồi mình tắt cờ đã, không bọn nó giết mình. Ok, let's go. Rất cảm ơn bạn Triều Khương. À, thật sự mình có tiền mà, mình sẽ đi cắt xua cho nhanh. Đây. Đảo Kame. Rồi, mình đã đến đảo Kame. Mình sẽ nói chuyện với quý lão. Đâu vậy? Ok, tao mới nhận tin. Thủ lĩnh của bọn quái vật ba có tiêu diệt vừa xuất hiện tại các hành tinh. Oh shit. Đạt 1,5 triệu sức mạnh. What the lợn. Thành phố Vegeta này anh em. Ok, khá là nan giải đấy. Ok. Trời ơi. Nan giải vậy. Ok, thì bây giờ mình sẽ quyết định cày thêm một số sức mạnh nữa. Con ốc bận hồn khỏe.
của đội hữu Saiyan ạ. Tôi thay em anh ơi, anh khỏe kinh khủng. À, bạn này bạn giết hộ rồi, ok. Mình sẽ trên đi đâu vậy cha? Đảo Kame đi, quay lại đảo Kame này. Ừ, khu vực đổi sang khu vực 42. Ok, chúng ta có một mình ở đây và chúng ta sẽ đi trên ốc mượn hồn quất đó. Mẹ con lợn này, sức mạnh 460 để mình tát nó chết. Nó không có cờ anh em ạ. Cờ đó. Ok, quất nó. Nhờn, nhờn. Châu vậy. Ok. Cho thật, chỗ nào cũng bị cay hết vậy. Mẹ nhờ nào. Mình nhờ. Quá đồ đêm. Phàng con em ơi, tay yêu kẹt. Vào đó. Oh shit. Oh shit. Thằng áo ở đây, ôi thằng này để cờ tím anh em. Ui con ốc sen, Sengoku. Mày thích đổi cờ không á? Hai mươi giây nữa ta cho mày chết con lợn ạ. 35 giây. Chúng ta sẽ đổi cờ thành màu xanh để mình đánh họ. 15 giây nữa. Lâu quá nhỉ. Sáu giây. 5, 4, 3, 2, 1. What up? Con này má, rồi chết rồi, con xe nó bị choáng rồi. Con nó đi đâu ấy? Rồi. Anh ốc xe anh thay em này, anh khỏe kinh khủng. Xin lỗi anh. Đổ sát được thằng em nhỉ? Mẹ nhờ nó. Mình sắp bị tách rồi. Rồi luôn, bị tách rồi. Trời ơi, thật là khốn khổ, khốn nạn. Rồi, giết được rồi. Thôi mày về đây trên đi mày. Sư phụ khỏe vào sư thượng. Quất nó. Tay ok. Vào đi em ơi. Dọa đâu, sư phụ có đậu thần đấy em ơi. Quẩy lên. Sao con rồng đỏ đây. 9 phút gì đây. Đi từ gục rồi. Mấy thằng điện tử này. Đợi đi em ơi. Điện tử đâu em ơi. Điện tử gục rồi.
ăn đậu thần là hồi sinh à? Đậu thần nó không hồi sinh cơ. Rồi mình ăn thơm thịt 867 thôi. Ê này bây giờ ok đi thả thính thế vậy. Con chim sâu thần lằn bay nhờn con khủng long mẹ luôn, khủng long mẹ luôn. Sao đi từ rồi bù lọc à, cái này là bông tai bù fusion đấy. Ngong mảnh đá vụn chứ không phải ngọc. Bằng em ơi đại sư con chim quất tiếp con này nào. Láo thả lằn bay chết cha rồi, không đủ kỹ để sử dụng. Có đấm thường không em ơi? Tiêu rồi. Con đệ tử đâu ấy? Nó đâu rồi? Này mày đánh xong không? Nhầm con nó đây này. Bốn máu à, quất giờ hơi. Trời ơi. Tăng vào sự hành động. Lão này. Ok, mình sẽ về nhà và cho anh em xem mấy cái item này nha. Chết mẹ kim sử dụng rồi, chạy mũ thôi. Ôi thằng này chết này. Mình sẽ chạy bộ về nhà và cho anh em xem cái những cái bộ đồ mà các anh em đã cho tôi nhá. Cảm ơn các anh em ở trong server S2 đã cho mình rất nhiều đồ. Và đặc biệt cảm ơn bạn Triều Khương đã giúp mình rất là nhiều trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc và hình thành một chiến binh tên là Gohan, chiến binh tên là Sharenga. Thực ra đây là cái Shonen gà, hoặc là anh em hiểu là Shonen game action cũng được, không sao cả. Rồi nhà Gohan, ok đậu thần cấp 4 thu hoạch nào. Ăn đậu, ăn đùi gà quên. Đây chúng ta sẽ vào xương đồ xem. Chúng ta sẽ có găng võ Goku này, găng thun Kame, sức đấm, sách đấm Dragon level 3, radar cấp 8. Radar cấp 8 cơ. 7 triệu. What? Quần vải đen, áo bạc, quần bạc, giày bạc. Rất nhiều luôn. À, đậu thần cấp 3 đặc biệt là vậy. Còn mình lại cất đậu thần, mình đậu thần cấp 7 này, đậu thần cấp 4. Cất vào dương. Lấy ra. Oh shit. Ok, chúng ta đã có sách Kamezoko level 2. Tăng sức đánh 250. Mình bao giờ mình mới học được quả cầu khinh khi đây. Khi mà 500 triệu đủ sức mạnh chúng ta học được. Nhưng mà mình phải đạt được 1 triệu rưỡi sức mạnh đã. Ok, thì mình sẽ training sau và quay trở lại với các bạn ở tập sau nha. Thì để ủng hộ mình làm tiếp clip tiếp theo thì các anh em đừng quên nhấn like, comment ngay phía dưới và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Xin chào và gặp lại anh em trong những video lần sau. Tạm biệt.